Chất rồi, mưa mà chất. Anh nói sao? Hôm nay chất qua Lan Quế Hường bán vé số nha mọi người. Chị, qua bệnh. Chất qua đi, qua trước có xíu còn qua. Còn không gọi đi chơi. Quay. Quay gì quay hoài vậy? Chưa có bán được đồng bào mà kêu lãnh đãi rồi mà quay. Trời ơi, con kêu chất lãnh nào? Mày hứa đúng uy tín nha, tao gọi anh chồng tao ra nè. Rồi gọi anh ra đi, ba mặt lời đi. Này đẹp quá ghê trời. Đẹp, đẹp đâu kìa. Mưa. Mưa hôm nay lớn lắm nha mọi người. Đầu giờ mưa. Anh có kêu đâu, chức tự lấy mà. Không, lộ hàng, lộ hàng, chức ơi. Mấy việc kiều, có lại rồi. Giữ đường luôn. Uống gì vậy ạ? Mới uống rồi. Uống gì? Con có tiền đâu uống. Thôi con không thích chất bao con. Lấy lên chày mày. Mày kêu con qua đây để lại. Mày nói mưa lớn mày với anh nào kêu. Ba à, mày đổi ý đục. Mày kinh không? Mày chưa sợ quần một bị đâm mà. Mày không gặp chất. Trời ơi, ăn nhậu ở bệnh muốn chết rồi là ba. Gặp chất mình trốn luôn nha mọi người. Hồi nãy giờ ngồi ở đây không có nói con nào luôn. Nó nói có ghẹ, có cua, có cơm hầm mà ngăn. Nó nói tao đi phú quý, còn vậy nó cúp cần thẳng 4 triệu. Nãy nó mới gọi mà. Không có kìa hoài đó. Nó nói giờ mày hư đốn lắm. Tự bán đi. Đó, thấy giờ nghe anh Quang chưa? Ông ổng dài là anh Quang bị sự cố. Anh Quang nói chuyện. Hôm nay hết rồi. Mày kêu ông Khoa lên không? Trời ơi. Sợ lắm luôn á, mà kêu qua đây. Qua nó mới đợi, tôi mới anh chị bánh xe nó xong đó. Chứ chị mất hồn rồi. Tin không? Qua nó biết điểm ở bển rồi, báo cho ông biết nha. Rồi biết điểm bển sợ quá. Kêu qua bển ở với bà chất luôn đi. Có khi nào mà vì trước khi anh Khoa đến với nhau không ta? Có thể rồi. Ừ, mà. Ai cũng ủng hộ anh, mối tình này là hơn ngày luôn á. Cho nhiều, nói đi. Trời ơi, hết mưa rồi. 2 triệu luôn. 2 triệu, nó cho 2 triệu kìa. Con riêng con cho. Nè, thằng Tuấn Nguyễn nó. Tuấn Nguyễn nó đọc bộ đồ này là mắc tiền lắm. Mà cái này là bao cao su. Mở nó lại đây. Dám dụ con trai Việt Kiều bán 500 ngàn. Mua cho tao 2 bộ. Cái áo của bà 500 ngàn á hả? Nguyên bộ luôn, 2 bộ luôn á, 500. Nó để cái chữ ok. Việt Kiều. Việt Kiều kia không phải Việt Kiều này, Việt Kiều bên bển á. Nhiều Việt Kiều vậy? Còn Việt Kiều này mua đất, đi theo thằng này hư đốn. Đó, ông thấy cái bà có vô chơi chưa? Ông coi cái bà vô chưa? Nhỏ lớn á, đâu có tiền nên đến mấy chỗ đó là ông biết. Bây giờ chứ, chứ để dành tiền kỳ này là đi bà hay chứ. Để đi bà vô chỗ cắn cao. Không, Phú Quốc. Chuyến này đi Phú Quốc mắc tiền lắm á, ở 3 ngày 3 đêm. Nhỏ lớn biết ba bốc gì đâu. Ủa ông không có đi bà hả? Tiền ông đi, nó chỉ dành cho giới nhà giàu, tôi giới nhà nghèo đâu tới đó. Ông thấy cứng kèo à, thằng cứng kèo tôi với thằng này có tiền đô hoài, ông thấy không? Ngồi bởi vậy nó theo ông hoài đó. Đó, đó, cứng ghê à, nó khiến không? Bởi vậy chửi hoài cũng không bỏ qua được là vậy đó. Thấy hoài, có tiền đô mà ai không theo. Nhật mày cho canh nhiều. Cho chất hả? À? Không, chừng nào đám cưới giữa chất với anh Khoa con cho 1 cây. Thôi mà. Cây ba mấy triệu á, không có đâu. Sinh nhật con này nha, cảm ơn Bin mày trước, đứng đầu á nha. Mày 2 triệu nha, chị Kiều 3 triệu. Còn nhiêu là bà Trưng lo cho tao hết bia. Với có lo, có em Ly cụ bay chơi luôn.
chức mời 5,5 triệu. Nè con nói chức nghe, chức mời anh qua đây. Bữa nè ta chở qua đây hát cho mày nghe nha. Chức mời anh qua đi, chứ còn phải lo gì hết, anh Khoa anh lo hết. Nhà anh Khoa có điều kiện. Giờ mà chức mà lấy anh Khoa tôi cho chức 2 cây vàng 49. Trời ơi má, không. Trời ơi vô. Nhiều người cho lắm á, chúc mừng hạnh phúc của chức lắm á. Rồi tiền chồng tôi mới gửi qua à, nè, tối đây chồng chức rồi đó. Ai? Khoa. Nè, ông này chị bệnh hay lắm nha, đưa mày cái cạc nha Bình. Tiểu đường lẻ lỡ lét. Trời ơi, con nhỏ vô dù là chứ lớn rồi ra đưa cái bệnh tiểu lần đỡ qua là quét luôn trời. Má đúng xàm luôn. Đu chù luôn á. Nè. Nó trời ơi, cạc tưởng dễ lấy ra bà. Trời ơi, cạc ta hiếm lắm. Ừ, ai trời. Bà đưa chi chịu em tiền lẻ mà không đưa, bà đưa ta 500. Tiền lẻ đâu chưa bán. Nó xuống lạnh trốn, nó trốn qua đây. Tôi đâu có đâu. Nó xỉn ông kia xỉn. Cái gì mà suối chất nữa đây. Chất gài vô rồi giờ uống có chất là dưỡng xương nữa. Hứa là đúng quay nha. Trời ơi tao ôm đó. Mày kêu tao qua đã rồi. Cái đồ này nè đó. Nè đồ này là bao cao su. Túi mặt chì. Tao mặt giang chị tiểu nói bà ngu quá. Đồ cao bà bao cao su. Ok là bao cao su. Trời ơi tao không nói. Thằng Bim mà biết ta mặc lại suối vô thầy rồi. Ai chơi tôi hoài. Ok là ba con su. Nè. Ok ba con su là cái thời của bà đó. Bây giờ ai xài ok nữa. Vậy. Bây giờ người ta xài mấy cái loại gì gân gai rồi gai gốc bi biết rồi gân hai ba xài ba cái ok đó. Nè ok là ba con su không? Không. Ok là cái hồi xưa á. Còn giờ không phải. Cái này là hiểu gì? Bên cha này nữa này là hiệu gì? Nói coi hiệu gì? Hiệu ok. Thôi để con điện cho anh Khoa anh ra anh giải quyết cái vụ này rồi sao khổ ghê trời. Thôi hỏi đi má, này đừng tránh lạng quay đi. Giờ kêu Khoa ra đây. Thôi hỏi đi. Mọi chuyện để anh Khoa anh lo, nhà có điều kiện, con nhà giàu với chiêu bự, đẹp trai nữa chứ. Cậu gan quá, hôm qua qua dưới cùng mình à. Cậu trốn tuyệt luôn á má. Bây giờ á, chức phải năn nỉ, anh Khoa ăn nhường anh Khoa cho chức. Rồi, trời ơi năn nỉ. Lắm, thằng này tao còn mừng nữa. Gì vậy? Gì vậy nữa? Ôi, xài điện thoại tự xài đi. Ôi, xài biết bao lâu nay rồi, chẳng lẽ không biết Tuấn Nguyễn nằm chỗ nào. Có gì bánh đi. Rồi, giờ kêu gì điều với số. Gì nữa, đấm đi ông chơi cô ông nói phải không? Ê lên đi trời lên lên đi vô mà mất tài khoản ngân hàng hay là mất cái gì mà đủ nè nói nghe lẹn đi bấm Tuấn Nguyễn giùm coi online bà Tuấn Nguyễn là anh về sớm vậy đó thấy gái đẹp lỡ lại à thằng này đồ. Tao cũng bỏ vợ rồi. Alo lên hình anh nó nè trời sao đẹp trai với trời chịu quay cho em trời mưa lớn lắm nó quay hồi nãy ai kêu lấy giấy số giờ tự nhiên qua nói em suối lấy số trời giờ nó không chịu quay cho em nè mưa lớn vậy đó ác không là sao quay cái bãi đi trời thôi trời em có suối gì đâu. Ôi sao đẹp trai dữ trời. Đang ở trong phòng rồi chất ơi. Anh có mặc đồ gì không vậy? Mày vô duyên. Mày quán bên mà nói kỳ mày. Mày suối qua đã mày vậy à? Không ai suối chứ anh nha. Tiền chất lấy mà tự nhiên cứ suối. Trời ơi sao đẹp trai vậy. Lắc bự lắm. Trời sao đẹp trai dữ vậy. Bởi chất chết chỗ này. Sinh nhật lớn lắm nha. Năn nỉ ông cho bên đi. Trời ơi, cô đại của quơ, cô đại bên bà Trân á, bà lo hết cho cô. Rồi em nghe anh ơi. Kệ ảnh nói là đưa gì chất đưa cho con 1 triệu kìa. Mới nói tức thì, đưa 1 triệu đây. Còn ảnh mới kêu là gì chất đưa con 1 triệu. Gửi vô tài khoản rồi, bắt đầu không chia ha. Anh nói gì đưa cho nó. Tiền đâu đưa. Nè nói nào. Anh mới nói đưa cho em 1 triệu thì giờ nói, đưa đi. Nói dụ em đi lấy cái số nói online bà Mỹ Dung. Họ không có đâu. Bên đây mưa lớn lắm.
mỗi lần anh Tuấn Nguyễn ơi kêu dớt đưa rồi. Em chịu đi, anh mới hứa rồi thì bây giờ chất phải đưa cho em chứ. Đưa chất ơi, nó lùa, nó bà chân đang lùa em đi Phú Quốc nè, cho nó ơi đi có mất tiền công đi. Đi Phú Quốc là người ta tốn tiền giùm gì á, chứ không phải là cái gì đâu. Chồng con cho đi. Không cho đi thôi. Anh nghe lời chồng, có nghe lời mày mà giờ bà Trưng. Ừ. Đi lên ba chọc lắm, hai đứa bay múa cột. Ai múa cột với ai? Tao sẽ kêu Nguyên bay lên cho coi nè. Kìa anh mới nói chuyển cho 1 triệu nữa kìa. Chuyển cho 1 triệu đi. Cảm ơn anh Tuấn Nguyễn nha. Rồi móc bóp ra lấy tiền luôn. Giờ chứ không đưa chứ lột luôn. Anh nói chuyển gì? Không đưa chứ lột luôn. Tôi sẽ chuyển đó 1 triệu bay cho em nè. Giờ chứng lộn 1 triệu luôn nè. Ảnh mới kêu là anh chuyển cho chức 2 triệu, đưa con 1 triệu. Chuyển đâu 2 triệu cha. Cắt rồi. Rồi thôi đưa đi. Kỳ quá, không có đâu tiền đó, tiền cẩn của con. Con mới trả bàn tiền nữa. Trả cái nước mày hỏi ổng đi. Trời ơi, chẳng lẽ có bao có chai nước rồi vậy nè, bắt online rồi đủ thứ rồi đó. Mày giỡn mặt cả đồ. Không đủ. Có đủ đâu. Bữa hổm vô ba con chồng có hết 20 chai. Giờ mày bà Trưng uống hết 30 lon. Con là con dướng nghĩa của ảnh chứ không phải dướng nghĩa chất, hiểu không? Ủa mày đâu có ngu đâu, mày điếm quá trời luôn. Điếm đó. Sao nói đi. Mày điếm quá, tỷ được triệu mấy. Ảnh tự mời đâu. Mà tao được nhiêu, mày hỏi bao nhiêu. Mày viếng tí quá. Năm nay được Việt Kiều cho nhiều hơn tao. Thôi bây giờ ảnh kêu chưa đưa 1 triệu thì đưa đi. Không có quá. Đâu. Trời ơi, ba mặt lời rồi còn không chịu đưa nữa. Đó kêu mày Dung mày ăn đi. Kêu chị mày Dung, kêu chị mày Dung mua nửa tờ anh không? Nửa tờ có bán không kìa? Nửa tờ. À nãy giờ đốt một lòng cũng rồi. Ủa bán không được đốt một lòng hả? Bà nấu bò dở quá, Tuấn Nguyễn ăn nó bỏ hết trơn. Bà má kêu chào chào biết quá. Thôi chừng nào nhậu nữa kêu mua cua đi. Ơi sáng còn giờ nè, bán cua hầm bụng ở đây cũng bán cua bán đồ đủ thứ nè, kêu ra nhậu luôn đi, trời mưa làm gì bán cái số ai mua. Ở đây có gì nhậu không anh Bin? Có tiền rồi đó. Mình có tiền là mình làm phiền được người ta hết trơn à. Đó nghe chưa, mày 18 chai bỏ ra móc ra 18 ăn chiến trăm đô không chi, ăn cướp người ta hay gì. Còn tí là nó mua giấy bảo hiểm, tội nghiệp nó. Tội nghiệp nó ai, tội nghiệp con. Con còn phải nuôi con nữa đó. Chất một thân một mình, ok chưa? Sao bà nói bà thương đi, bà xin tiền cho đi, bà xin tiền cho đi. Ơi, nó xin cho thằng gì rồi? Tự hỏi cô nói chuyện gì Kiều, không thấy bị bệnh, sao nói. Đó, mày xin Mỹ Dung cho bị 100 đô đi. Để đóng tiền học. Xin dễ quá ha, xin dễ, con đã xin cho con 500, 600 đô rồi. Trời ơi, đi qua mượn, đòi mượn 10 triệu, quan mày tin không? Không quen biết mà đòi mượn 10 triệu. Chứ chưa là giàu mà. Ủa, thì bây giờ con túng thiếu, con mượn ảnh, ảnh cho, chứ không cho chuyện của ảnh. Quay qua là giàu lắm má. Ra ở Sài Gòn là mấy cái số giờ nhất là chết rồi. Ý quá mày tin tao tiền quà vào. Trời. Cái con mày tin đó. Điều ấy không? Cái con sợ nó. Vậy mà lúc nào cũng thôi thôi pin. Hỏi nhân nữa rồi hôm qua nè nó. Tôi đứng đầu pin năm nha bà. Hỏi nhân coi hôm qua nó xả luôn chưa? Hôm qua gậy cứng lắm chết. Trời ơi, con sợ lắm. Hai vợ chồng cái lộn. Giờ làm sao nữa? Giờ không biết có quề chưa, không biết. Để coi hồi sau sẽ rõ. Hai vợ chồng cái lộn quá trời. Còn đứng cứ giữa, con không dám bên này. Giờ chức theo khoe nào? Chức nói đi. Theo khoe bên ăn. Ăn ớt. Khoa với lại anh Quang. Chức theo khoe nào chứ không có Quang. Quang phải không? Rồi. Vậy phải chính nghĩa phải không? Ủng hộ chất là ứng số 1 nha mọi người. Còn không ủng hộ đây, theo anh Khoa ứng số 2 nha. Tiền qua uống tóc vì tóc tao uống này. Qua uống này con bao nha. Giờ qua uống liền đi con bao nha. Thôi giờ đừng cọc với số có ai mua. Với số trời mưa à, ai mua đâu. Để về đi mai nhiều khi trúng số sao.
suối lạnh đã mày trù vậy. Ôi, suối lạnh hoài. Đây suối trước lạnh. Đó nè. Bây giờ con nhậu với chồng tao á. Bây giờ con chối chức làm cái chuyện này chuyện kia chức làm không? Làm. Rồi rồi. Chối chức ăn cơm chức ăn không? Không. Trời giờ cầm điện thoại 2 triệu mời chùa. Ok luôn. Lấy điện thoại ra, cầm cho 2 triệu thiệt. Nguyện quýnh chết. Rồi, tính nguyện quýnh chết nữa. Rồi giờ hôm nay chất bán ở Lan Quý Phường á, mọi người ghé ủng hộ cho chất nha. Nói gì nói thôi chứ cũng già cả, neo đơn rồi. Trong trường hợp bệnh nữa, hoạn nữa. Nhớ ủng hộ mọi người nha. Có tiền thì mua ba nha. Ừ.